30 tháng 4, 1 tháng 5 đợt này là chúng ta cái ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kỳ này quý vị nên cái chương trình nên lớn. Tại vì sao? Vì 30 tháng 4, 1 tháng 5 mình như mình tổ chức cái chương trình này giống như là mình tưởng nhớ đến anh hùng liệt sĩ. Nghe không quý vị? Những đức mà lâu lâu coi phim tư liệu mình nhìn thấy bây giờ chúng ta được ngồi bình yên gì? Bao nhiêu giọt máu, bao nhiêu cái tay, cái chân, cái đầu rớt xuống. Chiến tranh tàn phá, bao nhiêu con người chết nằm xuống để mà giữ được sự bình yên của chúng ta gì? Nên sự hy sinh nó không đơn giản đâu. Ví dụ như bây giờ ngoài đời thì người ta ngày đó người ta thắp nén nhang để tưởng nhớ thôi. Bây giờ chúng ta là người học đạo, mình phải làm một cái gì đó để mình về mặt tâm linh mình hiểu mà. Có khi người ta bây giờ cũng chưa siêu thoát. Nên bản thân chúng ta phải làm một cái gì đó. Nên buổi tu tập nào cúng, những đức cũng nói hồi hướng cho chiến sĩ chặn vong và đồng bào tử nạn. Nào, lúc nào cũng hồi hướng gì. Nếu mà nằm trong cái cảnh giới cô hồn khổ lắm quý vị. Nằm trong cảnh giới cô hồn rất là khổ. Mà quý vị biết rằng thân chung ấm á, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày có giảng một công đoạn mà về Nhạc Phi. Nhạc Phi là bậc danh tiếng mà Trung Quân ái quốc, là bên nước khác. Nhưng quý vị biết rằng Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói rằng là hương linh nhập xác vào nói rằng Nhạc Phi bây giờ vẫn còn đánh giặc. Tại vì sao? Vì cảnh giới thân chung ấm, hai bên đi đã mắc rồi, mà có nhà ngoại cảm ta cũng nói những người mà ngày xưa đánh giặc chết đi, bây giờ người ta vẫn còn đánh. Tại vì hai bên chết rồi người ta vẫn còn chấp. Cuối cùng vì phần gọi là đánh vì mặt âm binh quý vị. Âm binh hiểu chưa? Vẫn còn đánh, vẫn có giống như lãnh đạo đồ để đánh nhau, ghê không? Họ chưa siêu thoát. Cái tâm tình chấp của thân chung ấm ghê lắm, khó lắm. Mình học Phật mình biết mà. Có những mà người ta mất đi mà vài trăm năm người ta vẫn còn tình chấp vì con cháu. Nên gia đình mình mà nghe pháp niệm Phật hay lắm. Có một cái cô cũng mới nhắn cái tin nhắn với đó, như đứa đọc cho vị nghe đó. Cô nói là mỗi ngày cô đều bắt pháp những đức giảng cô nghe. Và có bữa đó cô quên cô không bắt. Thì bà ngoại của cô nhập vào mẹ cô nói rằng mẹ ở trong cái cảnh giới của Atula, mà Atula là có phước báo thượng trung hạ, hạ là khổ dữ lắm. Cảnh giới Atula, quỷ Atula rất là khổ, khổ cực kỳ khổ, vì cái cảnh giới thiếu phước á, khổ lắm. Họ nói nóng bức vô cùng. Nhưng mà nhờ cái gia đình mỗi ngày bắt pháp, nghe pháp niệm Phật, nên họ nghe họ rất là vui, họ rất là mát mẻ, mà không phải riêng họ, mà có rất nhiều hương linh ở trong gia đình rất mát mẻ, rất mát mẻ. Nhập xác vô nói vậy đó quý vị. Và cái cô con gái này, gia đình chưa thờ ngôi Tam Bảo và thỉnh một bộ tượng chùa đi để thờ tại gia luôn. Tại vì sao? Khi bà ngoại nhập vô mẹ nói như vậy, những đức nói rằng là tại gia đình mình nghe pháp niệm Phật tu tập mỗi ngày, quý vị biết rằng cái từ trường gia đình quý vị sẽ càng ngày càng rất là tốt, càng ngày càng rất là tốt. Cái này ai tin không tin mặc kệ người ta, mình tin. Nhẫn Đức đã từng chia sẻ cái bài pháp mới đây nè. Cái phong thủy là chính mình phát ra, phong thủy là mình phát ra. Mà Nhẫn Đức đã từng ví dụ, ngày xưa Nhẫn Đức đi đến đây cách đây gần 10 năm, thì đây cũng là một hoàn cảnh chùa đã có sẵn. Ngày xưa đến đây nó đã có sẵn gì luôn nè. Nhưng quý vị biết rằng bước vào rất là buồn. Đây là 100%, có cô Chính đây, cô Chính vẫn biết điều này. Chính Hòa Thượng chúng ta cũng biết điều này, nó rất là buồn. Dù là cái hoàn cảnh của ngôi chùa, cái ngôi Dạ Lam mà cái chánh điện vẫn hùng vĩ, nhưng mà nó vẫn là buồn. Từ nơi những cái con người niệm Phật đến đây, rồi tự đôi tay con người từ phát tâm ra, đôi tay họ dọn dẹp, làm ra. Từ từ cái hoàn cảnh ở đây quý vị cũng là hoàn cảnh này, hoàn toàn thay đổi. Phải tướng ra tâm sanh không? Đó. Nên có nhiều người người ta không hiểu, người ta nghĩ rằng là bây giờ mua một mảnh đất thiệt là đẹp về phong thủy để họ chôn ông bà của họ, chưa chắc con cháu họ thịnh. Chôn ông bà nơi mảnh đất đó chưa chắc con cháu thịnh, mà là con cháu có đạo đức thì mới thịnh. Hiểu không?
ông bà có đạo đức, con cháu học theo đạo đức, tức khắc con cháu kế thừa từng đời thịnh là do cái đạo đức thịnh, chứ không phải là miếng đất này mà cho ông bà mà thịnh. Nếu như mảnh đất này phong thủy rất đẹp, nhưng nếu con cháu làm điều sầm bậy, làm ác, hại người, không làm lợi ích cho mọi người, thì gia đạo này nó suy sụp, chứ không có thịnh. Nên một cái mảnh đất không tốt, không đẹp, nhưng mà con cháu lại có đạo đức, thì mảnh đất này, con người ở đó từ từ phong thủy sẽ tốt. Chắc chắn quý vị luôn phong thủy sẽ tốt. Tướng do tâm sanh mà quý vị. Nhưng mà rất là nhiều người, người ta trọng như hình ảnh, mà người ta không có phát tâm gì thật chắc. Nên quý vị coi bây giờ, ngày nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, chúng ta là con cháu, chúng ta chân thật, chúng ta tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, chúng ta điều khuyên nhau là cái tâm mình phải thiện. Vì quý vị biết rằng là cái nhân quả rõ ràng, tâm quý vị vừa thiện thôi là quý vị đã có được cái niềm vui của nội tâm rồi. Tâm quý vị vừa bất thiện thôi là quý vị đã thấy cái bất an của nội tâm quý vị rồi, 100% luôn. Đúng không? Bây giờ những đứa nói cho quý vị nghe nè, những đứa mua quà tặng cho người ta trong lòng những đứa đã thấy vui. Mà bây giờ những đứa nghĩ những đứa phải tìm cách gì để móc túi người ta thì những đứa đã cảm thấy bất an rồi. Nó thật luôn á, cảm thấy bất an liền. Bây giờ quý vị đi hỏi tất cả những người ăn trộm đi, phải cái thằng ăn trộm thằng nào tim cũng đập mạnh không? Đa phần những cái thằng ăn trộm này tương lai về sau nó đều bị bệnh tim hết. Tại vì quý vị nó rất là sợ, nó rất là lo quý vị, đúng không? Con người mình mà có khi mà mới đi ăn trộm lần đầu tiên mình sức mồ hôi hột đó, phải đi tìm hiểu coi. Sức mồ hôi hột luôn, tại vì nó sợ, rất lo. Nhưng mà lâu ngày nó thành quân tập một cái nghiệp, nên nó quen. Quân tập cái nghiệp thành quen. Nên điều đó quý vị chỉ cần định lực nhân quả này quý vị nhận thức thôi. Thì cái tâm quý vị vừa nghĩ là quý vị, những đức nói nghe một cái buổi giảng, quý vị chỉ cần có tâm hại người, cái tâm chăm chích người ta nghe, quý vị tức khắc nặng nề về nội tâm liền. Nặng nề về nội tâm mà giảng xong rất là mệt. Nhưng mà nếu quý vị mà không có một cái tâm hại người, không có tâm ác ý với ai, quý vị biết rằng quý vị rất là an lạc. Rất là an lạc luôn. Vậy thì cái từ trường này là ai có người, người ta cũng cảm giác an lạc. Bây giờ những đức nói với quý vị nghe, cái ngày nay, cái ngày mà dỗ tổ Hùng Vương, những đức giảng, những đức cũng không muốn giảng mà kiểu mà quá vui đó. Thì quý vị biết cái người ngồi ở dưới, ngồi ở dưới tuốt ở dưới, những đức nhìn thấy họ có cảm giác bị mỏi mệt một chút. Còn cái ngày chủ nhật quý vị biết người ta hưng khởi cỡ nào chưa? Thì mình biết căn tính chúng sanh liền. Đó, thấy không? Biết căn tính chúng sanh liền. Đó, nên nhiều người họ không hiểu quý vị ơi. Họ không hiểu, họ cứ cho rằng là, họ cho rằng là cái hình ảnh mà thanh tịnh ở bên ngoài không chắc ăn đâu. Tại vì sao? Nó ngủ gà, ngủ gặt, mặt mày xanh lè, xanh lét hết trơn mà. Bây giờ ngon lạnh gì? Quý vị coi bây giờ ngồi ở đây mà thử ai mà ngủ gục đi, quý vị quay lại phim lại đi. Những đức mà lấy tất cả những cái phim ảnh mà quay lại, tất cả loại hình ảnh những đức đều tổng kết để nhìn nhận mà. Cô nào mà nghe pháp mà bà vui thì mặt bà còn quay lên còn có được. Còn bà nào mà nghe pháp mà gì thì thôi bỏ phim luôn. Gì nè? Máy quay phim nó còn xài được là may. Tưởng đâu máy cháy là phim nó hoàn toàn không có để vào phim làm được quý vị. Bây giờ ai mà đưa bộ mặt ta lên diện chi tội nghiệp người ta. Nó mấy bà mà vui vẻ rồi thì người ta đưa lên, chứ bây giờ bà nào mà ngồi nghe pháp mà còn khi bất cứ gì nè cũng không lấy được đâu quý vị. Thấy chưa? Ví dụ như nhiều người bên đây quý vị khi nằm ngủ thì nhìn đi cũng dễ thương, cũng đẹp, tại vì được ngủ. Còn cái kiểu mà nó ngồi mà không cho nó ngủ á, mà nó buồn ngủ á, mà nó không được vui, cái mặt nó chảy quý vị. Ví dụ như cái mặt bình thường vậy đi, nó săn nè, săn, nhưng mà thử nó buồn ngủ đi. Nó chảy thấy ghê không? Nó chảy ra quý vị ơi, dù có đẹp gì đẹp nghe mà thấy ghê lắm quý vị. Nó mà nếu mà người ta được ngủ nhìn người ta cũng vẫn dễ thương, nhưng mà cái kiểu mà nó lỡ lỡ á, buồn ngủ mà không cho ngủ mà nó ngồi đó, nó lỡ lỡ là
Thôi thanh tịnh cái này tôi không ham. Cái này gọi là lạnh lẽo, thanh tịnh gì? Nó lạnh lẽo quý vị. Nên cái người tu mình bây giờ quý vị đừng có dùng cái câu thanh tịnh là nó im re. Thôi không im re nổi đâu quý vị ơi. Im re nó ngủ hết trơn quý vị ô. Nhất là cái giờ này nè. Cái giờ này là cái giờ buồn ngủ lắm quý vị. Đó. Nên nó phải sống động chút. Thấy không? Sống động nó phải vui. Nó có những lúc nó im điềm chút, nhưng mà có những lúc phải sống động lên, để nó làm cho những người tỉnh táo lên. Mà những đức giảng tới đoạn này, cái người phía sau thấy họ dung dai nghe, họ tung tăng lên quý vị. Còn nãy mà im ngồi phía sau là có nhiều cô mà ngồi mình nhìn xuống với bà la mặt vậy nè, bà nghiêng bên chút, bà nghinh mình quý vị. Làm vậy nè, cái chú ba mỏi bên đây, cái ba đưa bên đây, kinh khủng chưa đó. Không mà ngồi đây mình quan sát căn tính mình đó, quan sát cái căn tính rõ ràng luôn đó. Nên mỗi một con người sống trong cuộc đời này, quý vị, người ta nhìn quý vị là người ta ngưỡng mộ quý vị ngay cái gì, vì lúc nào cũng vui chứ á. Ngưỡng mộ đó. Nên quý vị ơi, bây giờ mỗi người mình mỗi lần đi chùa là cái tâm mình cứ nghĩ rằng cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên được siêu thoát. Ôi, người ta cảm ơn biết bao nhiêu mà nói, cảm ơn mình biết bao nhiêu mà nói. Thật sự luôn, niệm Phật dù có 20 phút, 40 phút vậy thôi chứ không đơn giản đâu, vì số lượng quá đông người, đức chúng như biển cả mênh mông, giờ thêm là những người mang nghiệp phá thai. Giống như có cái chú đó hỏi nhân đức, dạ thưa thầy, khi mà đọc cái bài hồi hướng mà cho cái người mắc á, mà hương linh thai nhi đọc hồi hướng là nó có dính dáng gì đâu thầy, tội nghiệp họ thôi, dính dáng cái gì trong đó, đặt vấn đề gì cho nó mệt thiệt. Tội nghiệp hương linh thai nhi, bây giờ mình lớn đây mình chết mình làm cô hồn còn thấy tội nghiệp, không chỉ là con nít nhỏ xíu xíu nó chết mà nó chưa xíu thì nó còn tội nghiệp cỡ nào. Bây giờ mình cũng đọc mình hồi hướng các kéo. Bây giờ thí dụ như bây giờ đi, mình khen ai mình nói tên người ta, cái người ta thấy cũng mừng. Còn thí dụ như mà khi mà cho cái gì mà người ta cũng đang chờ có tên người ta trong đó không, đúng quý vị? Nó dương gian âm phủ đồng một lý. Nên mình đọc cho người ta nghe một cái vậy thôi, người ta cũng cảm thấy mừng quý vị. Không nghe những đức nói câu, lúc trước có một lần những đức mà cái bữa chủ nhật, mà khi những đức quên cái hồi hướng hương linh thai nhi, vậy mà buổi trưa đó những đức lên những đức ngủ, vậy mà các cháu lỡ nói thầy ơi thầy, bữa nay thầy quên con. Ghê chưa? Nó nghĩa là các cháu đến nó là bữa nay thầy quên con. Nó rõ ràng chưa? Ai cũng thích được cái nghe cái tên mình, không chỉ là các cháu là cô hồn cô đơn, một linh hồn cô đơn buồn, mà quý vị bây giờ quý vị nói đến hương linh thai nhi là các cháu thấy thầy nhắc mình kia, nhắc đến hương linh thai nhi là thầy nhắc mình kia, nhắc tới chiến sĩ trận vong, thầy không nhắc mình kìa. Giờ mình tán thán bây giờ họ là những người anh hùng vì đất nước mà họ hy sinh, họ giữ cho cái cuộc sống bình yên cho bao nhiêu con người này. Sự hy sinh của họ quý vị biết, ngày xưa người ta dám hy sinh, người ta dám chết, người ta dám mà có thể làm những việc mà đáng sợ là vì người ta nghĩ gì cái con người mình bây giờ này. Nên quý vị coi mà cái trận đánh mà Điện Biên Phủ mà gọi là chấn động năm châu đâu có điện đơn giản. Con người ta quý vị biết chết biết bao nhiêu mà nói chứ. Một dân tộc nhỏ bé mà lại đánh thắng một cái đất nước quá lớn, ảnh hưởng kinh khủng luôn. Quý vị biết bao nhiêu con người nằm xuống chứ. Chúng ta mới được ngồi bình yên gì. Nên chúng ta là người Phật tử, nên trong nhà Phật vẫn có năm ơn, có cái ơn đất nước nằm bên trong.
Đúng không? Bây giờ người ta có khi chết là cụt tay cụt chân hết trơn, nhưng mà linh thức ta vẫn còn. Mình nói tới cái sự công ơn của người ta trong lòng người ta hưng khởi, người ta vui, người ta cảm ơn mình dữ lắm. Vì mình tưởng nhớ đến người ta. Nói đến này vì có thấy gần ốc người không? Biết bao nhiêu mà nói chưa. Mà ở đây là khu vực rừng sát ngày xưa nè. Đó. Quý vị biết nơi này mà có ngôi chùa gì, mỗi ngày lời kính tiếng kệ niệm Phật. Người ta lợi ích biết bao nhiêu mà nói âm siêu thì dương lợi. Một số người, người ta có khi người ta không biết đâu quý vị. Quý vị biết rằng là cái khu vực Phú Mỹ này nè, là cái địa điểm mà nói là làm ăn rất thịnh, rất tốt. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngày nói rằng cái nơi nào mà có đạo tràng niệm Phật là cách xa khoảng 100 dặm người ta nhờ lớn. 100 dặm sức ảnh hưởng lan tỏa xa như vậy, không đơn giản đâu. Còn nếu mà cái sức mà mấy cái đạo tràng này mà niệm Phật ngày đêm 4 thờ 6 thờ niệm Phật xuyên suốt, cái sức ảnh hưởng này nó quá giải bớt cái kiếp nạn nhân sinh, bớt nhiều lắm đó quý vị. Giỡn đâu. Bây giờ mà nhà Đức phát động ra cái chuyện cho quý vị thỉnh tượng Phật tại gia đình, thờ tượng Phật rồi mỗi gia đình đều tu, nó rải khắp nơi ở cái nước mình. Bây giờ tượng Phật mà từ từ tới nè, mỗi lần mà cô Thí ở ngoài miền ngoài Hà Nội, cô tổ chức lễ viết Quan Âm, là những đức nói rằng cô thuê một chiếc xe tải to to đi, tiền xe mới mấy cô trả. Ngày đó tự hùng tiền lỡ thuê xe, tượng Phật như đức có thể tặng vài trăm bộ được, đem về bên ngoài đó rồi phổ biến tượng Phật tặng người ta. Rồi ở đây nhà Đức có tặng máy niệm Phật, nhà Đức sẽ tặng đưa cho, ra ngoài đó tặng cho bà con ở miền ngoài. Bà con miền ngoài, đây là cái phát động chương trình luôn đó quý vị. Những Đức mong cho mỗi một gia đình có thờ Phật. Vì nếu như mỗi một gia đình mà thờ Phật thì mỗi gia đình sẽ niệm Phật. Mà mỗi một gia đình niệm Phật thì nó phát cái từ trường này, nó bao, giống như sống nó bao trùm luôn quý vị. Sống bao trùm luôn á, có giỡn đâu. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng là nhận tổ quy tông mà nương tựa Di Đà. Như Đức nói thêm câu là Di Đà công năng thù thắng. Đúng không? Nên từ nơi đó mà cái việc mà những Đức mà đưa lên cái chuyện mà gia đình thờ Phật Bồ Tát, cái này quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Chúng ta sống trong cái cõi này nhiều kiếp nạn, ai biết được. Như cái mùa dịch quý vị thấy chưa, cái mùa dịch là quý vị là người là nhận thức sâu sắc nhất, cực kỳ sâu sắc. Hãy bình tĩnh và ngồi suy nghĩ cái mùa dịch. Cái mùa dịch quý vị không đi đâu được, đi ở một nơi, và có những cái trở ngại mà chính trong gia đình quý vị có sẵn luôn, là bản thân quý vị phải giải quyết liền, chứ không có đi tìm ở đâu hết. Dù là mình đi đến chùa quanh năm, nhưng mà có những lúc bất chợt trong gia đình quý vị phải có ngồi tam bảo. Phải có ngồi tam bảo. Rất là nhiều Phật tử gặp Nhân Đức nói: thầy ơi, lúc trước chàng ơi, con nghe người này người kia giảng, cuối cùng trong cái mùa dịch thầy biết rằng là con đơ luôn, chịu thua luôn, bây giờ không giải quyết được vấn đề luôn, nghe không còn vô nổi luôn, nhưng mà những cái điều thầy giảng nó làm cho con hưng khởi tâm lên, nó làm mình hưng khởi lên. Chỉ có hướng dẫn ngay chỗ là không sợ, tại vì tin vào nhân quả, không sợ, làm cho ta phấn chấn tâm trí nó lên. Bây giờ những đức nói chứ vị nghe, con người khi mà sợ hãi tức khắc con người chúng ta nó sẽ mất đi ý chí liền quý vị, không còn bình tĩnh nữa. Nên con người cần phải những giây phút đáng sợ nhất chúng ta phải giữ bình tĩnh, mà con người này mà rèn được là cuối của đời vị là chắc chắn tỉnh táo niệm Phật giảng sanh, chắc chắn luôn á. Đó. Nên mỗi một con người phải cực kỳ giữ cái tâm bình tĩnh. Quý vị nhớ trong cái cuộc đời này chúng ta, dù có sự nghiệp, có của cải gì, nhưng bất chợt sẽ mất. Chúng ta luôn luôn nghĩ gì đi, vì không có ai mà cầm hoài được hết.
nó bất chợt sẽ mất. Và chính bản thân những đức cũng luôn luôn tính cái chuyện, dù bây giờ bao nhiêu người quý mến mình, nhưng những đức đều là tính cái chuyện một ngày nào bao nhiêu người sẽ trở mặt với mình. Tính vậy đi quý vị đó. Bản thân mình sẽ không bị hụt hẳn quý vị, không bị hụt hẳn. Ngày xưa những đức trên kia 5 năm, những đức cũng tâm huyết ghê. Mà những đức thường nói câu nói gì? Bất cứ lúc nào thầy kêu tôi nghỉ quan chúng, tôi sẽ nghỉ liền. Rõ ràng, một khoát bất chợt luôn, rất là bất chợt, không cần báo cho vị biết gì, báo thì còn nói gì nữa, bất chợt luôn, tự nhiên hợp lại một phát, chú nghỉ đi, rồi xong, buông xuống hết, nghỉ. Không đơn giản đâu quý vị à. Nếu như mà một người bình thường khác không có chủ trương nha, quý vị sẽ bị hụt hẳn, và không khéo quý vị lại mang một cái tâm là chúng ta phải đấu đá. Vì dù là ở trong nơi người ta, nhưng mà mình có cách, chứ không có chuyện giỡn. Nhưng mà mình à được, mình đã nói rồi mình phải làm chứ, nghĩ thì nghĩ. Rồi xong xuống khu chuyên tu một phát là giống như đóng cửa ở trong nhà đó quý vị, không làm gì nữa hết. Xuống tới nơi đó một phát là xét vỏ, còn có cắt nào cầm theo không. Là quý vị 5 năm quý vị không có một cắt gì hết trơn. Tại vì vô đó quy tắc xét vỏ, cả tôi cũng bị luôn, trong khi tôi cầm hết. Xuống nó xét coi có cắt nào không, có một cắt luôn. Rồi vô khu chuyên tu đóng cửa lại, rồi bản thân bạn trở lại từ đầu, đi phụ bếp, đi trồng rau này kia đồ, như khu chuyên tu. Là bắt đầu lương tâm nhà đức nói thôi, làm bao nhiêu việc rồi bây giờ đến lúc mình nghỉ ngơi khỏe chứ có gì đâu. Những đức thành công là nhờ cái tâm những đức vậy đó quý vị à, nhờ vậy đó. Xong rồi bắt đầu là buổi sáng đang tu, đùng một phát hợp một cái rồi đi xuống dưới đây đi. Thì cái nó quay mình ba quận, nó không đơn giản đâu quý vị. Từ một người đang có quá trời luôn, buông một cái không còn một cái gì luôn, quất một cái đưa đi cũng không biết đi về đâu luôn. Đó quý vị thấy không đơn giản đâu. Nên từ nơi đó mà những đức là gì? Người chịu thích nghi, chịu thích nghi, mà nhìn được sự việc của nó. Chúng ta nó thật sự nó không phải hay ho gì, mà người ta đều rèn mình hết thôi. Nhưng mà không đơn giản đâu, rèn kiểu đó không đơn giản đâu quý vị. Đó. Bức á. Nên cái được của ngày hôm nay, nhiều người không có biết được cái ngày xưa nó làm sao đâu. Không có biết được cái ngày xưa nó làm sao đâu quý vị. Nếu như mà ngày xưa những đức này mà bước ra đời thì bây giờ tên tuổi đó có ai biết đến đâu. Có ai biết được tại sao mày đi ra đời không? Nó, tại vì nó dễ ra đời lắm đó quý vị. Đi xuống đây tiếp tục thêm một cái sự rèn luyện nữa thì bị biết hòa thượng mình rèn luyện cỡ nào rồi. Thờ đó bao nhiêu người đi nó, thì nếu mà ai mà không có tâm quyết thì hoàn toàn sẽ đi chắc chắn luôn. Tiền không có, hoàn cảnh thì có sẵn, nhưng mà mỗi ngày sống làm sao. Không đơn giản. Một người đàn ông mà nếu như mà mình cái gì mình cũng từ khi là anh em với nhau hiểu. Còn nếu như mà người ta đã đưa mình đi xuống đây mà trên kia cũng đang vậy nữa, không lẽ mỗi cái quý vị điện thoại cho người ta, quý vị kêu đưa gỡ tiền xuống cho mình. Không phải ai mình cũng kêu người ta gỡ tiền đâu. Như những đức ở trong chùa thì mấy anh em mấy ông gặp những đức, ông kêu dễ lắm, tại vì ông hiểu tính những đức quá rồi. Con người những đức rất là bô lô bô la, rất là rộng rãi, nó không có đặt vấn đề gì hết chứ. Con người những đức là như vậy đấy. Nhưng mà có những con người quý vị sẽ không bao giờ mở miệng được 100% quý vị luôn. Vì sao? Vì vì sống gần không hiểu nữa thôi. Có những con người quý vị tin chắc 100% cho quý vị biết, họ chỉ có bòn nhiều mà họ đưa ra rất khó, rất khó luôn. Nó mạnh dạn một câu với quý vị, những đức ở đây mà không có tiền, những đức không dám xin ai luôn, hiểu chưa? Vì sao? Vì mỗi người có tính khác nhau. Còn riêng những đức chỉ cần có tiền là mấy anh em thoải mái xin, không có lý do gì. Tại vì con người những đức, quý vị biết không, những đức còn mở lờ nữa chứ đừng có nói mà. Những đức đi mở lờ không, mở lờ là mấy anh em cái gì mấy anh em nói rõ ràng, cái gì cứ nói đi, cái gì có là nói đi, cứ nói đi. Những đức không bao giờ đi than. Còn nhiều người, người ta dùng cái cách mà là người ta phải than trước mặt mình để bản thân mình phải dè dặt đừng xài. Mà người ta đã than rồi sao mình dám xin? Cái người than sao mình dám xin? Bây giờ như đức hỏi quý vị, vì sống với người chồng mà chồng quý vị lúc nào nó cũng nói lúc này làm ăn khó, lúc này không có tiền, vì dám xin tiền cho cha mẹ vì không? Nhưng mà nếu thằng chồng quý vị nó hiểu biết thì nó nói một câu:
anh thấy gia đình bên mẹ cha hơi khó, em coi lấy chút đỉnh tiền gửi cho cha mẹ, và bệnh coi cha mẹ làm sao, đưa cha mẹ đi, gia đình mình cũng không đến nổi đâu em, cứ lo cho ba mẹ. Trời ơi, mình mà gặp người chồng như mình thương thương cỡ nào quý vị. À, xin thưa quý vị nè, những đức là con người rất khó xin tiền người khác, nên những đức cũng không muốn ai khó xin tiền những đức, tại mình hiểu điều này, mình rất khó xin tiền người khác, không thể nào mở miệng xin tiền người khác được. Vậy thì mình đừng bao giờ để cho người ta phải khó xin tiền mình. Đây là 100% luôn. Đây là những câu cực kỳ quan trọng luôn mà quý vị sống trong cuộc đời này. Quý vị đừng nên bao giờ nói câu là tôi phải nói cái gì, tôi phải dọ tới dọ lui để đừng có xin. Vì làm vậy người ta nặng căng lắm. Bây giờ mấy anh em không có tiền đâu, thì mình đã đưa mấy ông nuôi người già, thì bây giờ mấy ông xin cái gì mình đi nói khó khăn làm gì. Vậy cho nói đúng một câu thôi, làm cái gì nên tính cho kỹ. Đúng câu vậy thôi. Ở bên đây chỗ vậy đó, bên kia điện qua, thầy ơi, chiếc xe hồi sáng nó chạy, cái cây nó đâm vô bể bánh, đi thay đi. Bà cụ sáng té gãy chân, đi bó bột đi. Rồi bà cụ kia bà vô nhảy xin mà bà gặn không ra. Những đứa nó thì làm cách nào cho bà gặn ra? Những đứa nói thiệt chứ, những đứa ở đây một chỗ mà thì mấy ổng cũng điện thoại cho mấy chú cầm điện thoại vô. Chứ nếu những đứa mà cầm chiếc điện thoại thì thôi liên tục. Nên từ nơi đó mà quý vị biết, có bao giờ mà quý vị đi hỏi hết tất cả các anh em trong chùa đi, có bao giờ mà nói một tiếng gì mà nói là với mấy cô nấu ăn đi, nói là thầy ơi giờ con muốn nấu cái này cho các cụ ăn, thấy ba thèm. Những đứa nói lúc này kẹt lắm. Trước ngôi tam bảo chưa bao giờ những đứa nói một câu này luôn. Những đứa nói một câu, đúng một câu gì nè: ăn thì cứ ăn, đừng bỏ. Thì hỏi tất cả các cô trong chùa đi, phải không? Đúng dặn một câu: ăn thì ăn, đừng bỏ. Khi ăn thì ăn cho ngon, đừng nên nhìn bánh mà nhìn bằng cách này. Những đứa không đồng ý điều đó quý vị. Vì cái của người ta cúng dường, ăn là phải ăn ngon, chứ đừng nên ăn mà mình chề môi chề mỏ bằng cách là dư thừa, thừa thải, đừng có tâm đó. Những đứa chỉ dặn đúng vậy thôi. Những đức nói ăn thì ăn, đừng bỏ. Nên trong lòng những đức nói thiệt quý vị biết, những đức luôn luôn là chuẩn bị cái việc gì. Bản thân những đức không bao giờ đi xin tiền ai được, tại vì mình hiểu cái tính mình rồi, không có xin tiền ai chứ. Nếu mà đói quá thì chắc là ngắt rau luộc ăn thôi. Mở miệng mà nói xin tiền người ta nó rất là khó quý vị ơi. Biết người ta có tiền hay không mà xin. Mà cái kiểu mà xin mà nói lúc này kẹt lắm, mà đưa cái kiểu mà rít thì thôi, với cái tính mình chắc là thôi khỏi luôn đi. Nha quý vị, nó thật luôn á. Tại vì mình cái tính mình nó thật sự. Ngày xưa dù nghèo nó cũng là chơi xả láng, sáng có gian mấy cài gì. Quen tặc rồi quý vị. Không, như đứa nói thiệt, như đứa ngoài đời ngày xưa là vậy đó. Nó nghĩa là chơi xả láng sáng với có gian mấy cài diệt. Nên những đứa nói là cả đời những đứa nó không khổ vì danh lợi quý vị. Vì những đứa suy nghĩ rằng bản thân những đứa có danh lợi gì đâu mà những đứa khổ với nó. Cái gì đâu mà khổ với nó quý vị. Đó. Quý vị sống mà cứ gì đi là cuộc đời quý vị đặc biệt lắm. Tuyệt vời lắm. Dù mình chồng mình làm chức này chức nọ, nhưng bản thân mình sống bình dị á, người ta mới thương. Chứ mình mà đừng có nói mà làm ông này bà nọ, mà mình đi về quê mình kinh cái mặt, ta ghét lắm á. Mình sống vậy nó không có khôn đâu quý vị. Mình bình thường đi người ta sẽ thương mình đó. Nên những đứa cho mấy thầy mấy chú trong chùa mà mấy ổng đi nấu ăn là những đứa đang tạo cơ ngơ cho mấy ổng để tương lai mấy ổng có gạo ăn á. Bây giờ những đứa hỏi quý vị nè, tâm lý nè. Vì lời chùa mà gặp ông thầy ông nấu cơm, quý vị thấy tội nghiệp không? Thấy ông thầy nấu ăn thì tội nghiệp không? Thấy ông thầy mồ hôi mồ kê đổ ướt mình, quý vị tội nghiệp không? Không, mà những đứa có khi cũng xạo. Xạo cái gì? Khi mà những đứa đang nấu ăn, những đứa biết Phật tử ta đang đứng nhìn. Xong thật sự thì chưa đổ mồ hôi đâu quý vị.
Mình rất lấy tay để làm nè. Người ta thấy tội nghiệp quý vị không? Thấy thương. Rồi cuối cùng người ta lợi, người ta cúng. Đột phá vào nội tâm người ta quý vị. Thật sự thì quý vị biết rằng cũng mua bánh cho các cụ ăn thôi, có gì đâu. Nên có người gặp nhà Đức hỏi, dạ thưa thầy, thầy con thấy thầy bây giờ có điều kiện, có danh, có lợi, thầy có tham không? Nhà Đức nói tham dữ lắm, quá trời tham luôn. Có người hỏi nhà Đức, họ lớn hỏi quý vị, hỏi thầy còn sân si không? Nói quá trời sân si luôn. Hai điểm này là cái đặc sắc của quý vị sống trong cuộc đời này. Nếu như quý vị là người học Phật đạt tới một trình độ nào mà quý vị lại nói câu rằng là tôi không tham, tôi không sân, không si, quý vị sẽ bị nó áp đặt mình. Áp đặt mình đó quý vị. Đó. Đó. Nghĩa là mấy anh em làm việc chung trong chùa, họ hỏi nhà Đức, chúng con làm việc gì, thầy có nghi ngờ như Đức nói, nghi dữ lắm. Tự mà ngồi suy nghĩ thôi. Đó, nghi dữ lắm. Có lần ngồi với một cái vị này, ông nói một câu này nè, khi ông nói chuyện với thầy ông, nhà Đức về phải ngồi suy nghĩ nha, nói chuyện với thầy ông, thì ông nói, cái ông thầy của ổng nói vậy nè, thầy sao thầy sống vô tình quê thầy, thầy chơi gì mà dắt chanh bỏ vỏ không, thì ông thầy ông nói một câu gì nè, thì nặng chanh dùng nước chứ vỏ lấy làm chi mà không bỏ mày. Nhận Đức về với suy nghĩ đó quý vị. Nhận Đức nói câu này công nhận hay, câu này là thật sự mới có công phu. Họ thích nói thì sao thì họ cứ nói đi, thì mình nếu không mình sẽ đi tính toán với họ câu nói đó, sau này họ sẽ đặt vấn đề với mình. Con người ta thường bị một cái bệnh là gì, nó nói mình, có nghĩa là mình nói mình buông xả, nên nó bắt buộc mình phải buông xả. Và có những chuyện là vì người ta nó cũng kêu mình buông xả nữa. Nên chúng ta cứ là còn tham, còn sân, còn si, để dứ căn nào xử căn nấy. Rất là hay quý vị. Nên cái đạo Phật rất là trí tuệ nghe quý vị. Những Đức nói a à, thì ra vị này tu nhiều năm mà tại sao ông nói câu này, vì trả lại cho mày câu đó đó, với căn tính của mày là hưởng câu đó đó. Giờ bây giờ nếu mà nói mày nói về chanh thôi, tao phan nói chuyện khác. Nếu mà nói về nhân quả ta bây giờ, thì cái chanh nặng ra nước thì dùng nước, chứ bây giờ quý vị lấy cái vỏ làm chi, chắc chanh bỏ vỏ thì đúng rồi. Còn nếu như quý vị dùng một con người mà con người này chân thật thì bị dùng, con người này không chân thật thì chúng ta chia tay thôi chứ gì sao. Công nhận không? Đó. Còn nếu quý vị nói người ta vô tình, quý vị đừng nên nói câu đó. Tại vì quý vị vô tình với người ta mà kêu người ta hữu tình với vị sao được. Nên Khổng Lão Vô Tử ngày nói á, lấy ơn đền ơn, nghe không? Không có lấy quán đền quán, nhưng mà lấy sự chánh trực để đến với quán thù. Trong nhà Phật thì nói là hãy tin nhân quả. Bạn gieo nhân vậy bạn gặt quả vậy thôi. Bạn sống vô tình vô nghĩa thì bạn chịu chứ sao bây giờ. Đó, khi hiểu được nguyên lý này thì ra quý vị ơi, học Phật đừng bao giờ mình nói mình buông xả cái gì quá đáng. Nếu như mình gặp cái chuyện một số nơi mà chấp thì mình chấp đi. Một số nơi mà tham thì cần tham thì tham đi. Tham để độ sanh thì phải tham. Chấp để độ sanh thì phải chấp. Sanh để độ sanh thì phải sanh. Ngu si để độ sanh thì ngu si. Vì áp dụng vậy đi thì rất là hay luôn. Đúng không? Chỉ cần niệm niệm quý vị gì người ta thì biết làm gì là đúng. Không có sai. Còn nếu như chỉ có cái vì mình là quý vị hoàn toàn sai. Vì mình thì là sai. Nếu vì người ta thì là đúng. Đó. Nên hồi tối Nhật Đức hợp bên kia với mấy anh em, Nhật Đức nói bây giờ tôi phát tâm ra. Phát tâm gì? Tôi nghi ngờ dữ lắm. Tôi giao cho ai là tôi phải nghi ngờ dữ lắm. Mình có nghi không kệ mình. Thấy không? Làm không phải là tôi không cho làm. Tôi phải gì đó. Vì người quý vị. Còn nếu như quý vị nói bây giờ cái cơn ngơ tạo ra buông xả, bỏ đại bỏ càng cho mấy bà già bác khổ. Mình nói phải tin sâu nhân quả. Tuy là tin sâu nhân quả, nhưng chúng ta phải gieo nhân nhiệt tình thì quả nó mới chân thật. Hiểu không? Chứ không phải tin sâu nhân quả để cho bản thân chúng ta phi đâu.
Không phải là chúng ta nói chùa có hộ pháp thì chúng ta bắt cần coi chùa đâu. Hộ pháp đâu có thể nào rảnh rỗi mỗi ngày đi giải quyết vấn đề con người ở đây. Mà con người ở đây thì tự giải quyết ở đây đi. Chừng nào bị giải quyết đến mức mà cực lực rồi mà bị làm không nổi thì lúc đó hộ pháp ra tay. Đúng không? Quý vị tin vào Phật Bồ Tát, quý vị niệm Phật đâu phải là nằm trời sung rụng mới hả cái miệng ra. Rớt rồi đi con. Rớt qua bên, nó hồng rớt cái miệng tao mới ăn. Trời sung rụng không có cửa đó đâu. Hiểu không? Tại vì mình học Phật là mình đem cái tư tưởng của Phật để áp dụng vào mình, để bản thân mình phải làm những chuyện đó. Chứ đâu phải là mình nói mình tin Phật là Phật đem cơm lên cho mình ăn, đem gạo cho mình ăn. Mà bản thân mình phải nỗ lực cực lực hết mình thì mới cảm hóa với người ta. Cái này quan trọng nha quý vị. Cái quan trọng cực kỳ luôn là Phật cảm Phật, Bồ Tát cảm Bồ Tát, A-la-hán cảm A-la-hán, Tổ sư cảm Tổ sư. Còn con người mình cảm với con người mình. Hiểu không? Mà lấy tư tưởng của Phật Bồ Tát để áp dụng vào con người mình, để áp dụng rồi chân thật làm rồi thì cảm với con người, con người người ta có cảm có ứng với nhau. Chứ bây giờ mình nói mình tin Phật, mình nằm đó mình đợi Phật đem đến cho mình. Bản thân mình phải làm một cái gì đó chứ. Đâu thể nào làm biến được quý vị. Đó. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi. Bây giờ những đức mỗi ngày quý vị đi đến đây là những đức sẽ lo lương thực cho quý vị để dùng trong cái khi vị lại đi tu. Thì quý vị phải đem lương thực ra đây, những đức nấu lương thực chứ. Đúng không quý vị? Cái này rất rõ ràng luôn. Nó. Bây giờ ông thầy ông tổ chức chương trình mấy chục ngàn con người ta. Thì bây giờ quý vị có mấy chục ngàn con người ta này, ông thầy lấy ở đâu mà cho người ta ăn? Thì người ta đem lại cái công, người ta đem lại, còn mình là người tạo ra lương thực đó để cho người ta ăn. Quá phù hợp chứ sao? Nó. Nên từ nơi đó mà rất là xác thực. Cái cuộc sống tu hành vậy quý vị rất là an lạc. Còn người ta nói mình, ông chấp nhất, à tôi chấp dữ lắm mày ơi. Tôi ham tiền, à tao ham tiền chứ làm sao. Nó, ủa sao ông kỳ vậy? Ông là thầy tu cạo đầu rồi mà còn ham tiền. Tao cạo cái đầu với tâm tao chưa cạo mày. Được không? Mày thích sao cũng được chứ á. Nói sao cũng được nhưng đâu có gì đâu. Mày muốn nói tao sao cũng được, bây giờ mày nhìn lại đi. Một số việc tao làm mày có làm được bằng không mà mày nói dòng do chi mất công quá đi. Ví dụ như bữa trước tao tóc quắn, tao sức keo rồi. Dảnh tóc giống lông heo. Bữa nay tao cạo cái đầu tao thành đầu chọc, mày nói tao là Phật hả? Tao chưa có là Phật. Cứ như vậy với con người bây giờ đi, cũng thấy thoải mái. Đúng quý vị? Vậy cảm thấy thoải mái quý vị ơi. Thôi bây giờ mình hiểu rồi. Thôi khỏi nói xả gì mất công đi. Tao thích quyên góp là được không? Tao thích nói tiền nó được không? Thì con mày đi nói đi. Đúng không? Người nói mà có người đưa còn hơn mình nói không ai đưa. Thôi quý vị. Nên những đức từ bây giờ là những đức nói tôi ham tiền lắm. Tôi là thầy chùa ham tiền được không? Thật sự mà nói quý vị biết á, nhà nước người ta vẫn để ý chứ, người ta vẫn coi hết. Ông này đang làm cái gì? Ông này có làm cái gì? Còn ông nói ông ham tiền nhưng mà ông không làm cái gì là người ta nói ông thiệt. Còn ông này ông nói cái gì mà ông nuôi mấy ngàn con người ta là sao? Đúng không? Thật là thật, giả là giả thôi quý vị à. Đã là thật rồi thì khỏi cần lo giả. Mà đã là giả rồi thì không bao giờ thật đâu bạn à. Nên quý vị tu, nếu quý vị mà có một cái tâm mà chân thật rồi quý vị khỏi cần lo ai nói gì kệ đi. Vì sẽ an lạc tự tại vô cùng luôn. Rất là an lạc tự tại luôn. Ví dụ như bây giờ mình là trưởng đoàn đi, mình thấy cái nơi đó làm tốt vậy đi, mình có nhân viên mình quyên góp tiền. Thì bây giờ có những người ta nói chị quyên góp cẩn thận coi chừng chị làm không phải đó. Thì người ta nhắc mình thôi. Còn hỏi ô chị quyên góp tiền, chị cầm tiền chị có tham không? Tham. Tham sao tham. Ồ vậy rồi có khi nào chị lấy tiền này chị xài không? Xài luôn đó. Hỏi ủa sao kỳ, chị không sợ tội hả?
sợ không có sợ. Tự bị làm quý vị sẽ biết. Còn quý vị mạnh dạn bị nói một câu, vậy thì đừng có đưa cho tôi. Đưa cho tôi làm chi mà sợ tôi tham. Còn nếu mà sợ tôi tham thì đừng có đưa. Quý vị tự tại không? Nó tự tại luôn, đúng không? Đưa cho tôi mà còn sợ tôi tham mà đưa làm chi ạ? À? Ở tôi có tham, tôi có tham. Mà tôi có tham vậy mà sao đưa cho tôi? Đưa cho tôi thì tôi tham. Ủa, vậy đưa cái nhận à? Sao không nhận? Đưa và không nhận. Ê coi, nếu mà như vậy quý vị biết rằng quý vị sẽ vô cùng tự tại. Vì quý vị không bị những điều đó nó buộc ràng luôn. Ví dụ như bây giờ người ta khắp nơi người ta đưa tiền, những đứa đưa, những đứa cầm liền. Bỏ vô túi, nó chụp hình kịch kịch kịch. Một ngày nào nó đưa lên y gan là vị thầy ở ngoài kia vậy đó. Đưa lên những đứa nó tự thạo. Nó làm những hình ảnh ngộ lắm quý vị. Nhưng quý vị thấy như vậy rồi, quý vị hãy ngồi coi lại cái hành động của người ta làm, đúng không? Coi lại cái hành động ta làm thì tức khắc quý vị sẽ nhận thức sâu sắc. Nếu như quý vị mà học Phật mà chúng ta giải mã những tư tưởng này thì đúng là bản thân của mình ít bao giờ bị câu thúc. Nghe không? Bây giờ quý vị đừng có ép quý vị, đừng có ép quý vị vô cái thế kẹt là bản thân quý vị bị khổ. Những cái câu này rất quan trọng này, nhớ nè. Chúng ta bị ép mình vì mình chưa được như vậy. Ví dụ như người ta chửi mình, trong nhà con nó chửi mình nhịn á, cuối cùng mình nhịn á, mình tức. Tại vì mình nghĩ mình là cha mẹ nó mà bây giờ mình nhịn á, mình tức quá trời tức. Lâu lâu mình cũng sực nó chứ. Bây giờ chồng nó chửi mình hoài, lâu lâu mình cũng sực lại chứ. Thì ông nói là một câu, ông nói nè: ủa bà đi học Phật chi mà bàn vậy? Tôi mới học Phật thôi. Tôi chưa có làm Phật. Nghe không? Đúng quý vị. Nhưng mà chị Nhật Đức dạy quý vị một cái tâm là tuyệt đối không nặng nề trong tâm. Quý vị hãy hiện tướng làm sao phù hợp, nhưng đừng bao giờ nặng nề cái tâm. Quý vị mà đạt tới trình độ này thôi, quý vị càng học Phật càng tự tại, cực kỳ tự tại luôn. Tại vì nó áp lực mình quý vị, nó áp lực mình. Bây giờ quý vị coi, mình niệm Phật mình giảng sanh là Phật nước mình, mà bây giờ mà nó chửi mình mà mình cứ nhịn hoài mà mình bây giờ nó không thể nào tiêu hóa được. Thì bây giờ mình phải dùng cách gì để tiêu hóa chứ. Bây giờ họ áp đặt mình nghe quý vị. Họ áp đặt mình ở đây: ồ mình đi chùa hoài mà sao mày gì, bộ thầy mày dạy mày gì sao. Nói ông thầy ổng cũng lâu lâu cũng sân si nữa chứ tôi. Vì ông thầy đâu phải là Phật. Còn tôi là mới học Phật. Tôi học Phật chứ tôi chưa phải là Phật. Đúng quý vị. Bây giờ chúng ta nên giải mã chỗ này đi quý vị. Trong cái thời cuộc 4.0 này nên như vậy mà học Phật. Thật sự luôn. Tại vì con người ta nó áp đặt mình quý vị ơi. Không khéo là họ nói mình là con người ngu khùng quá trời. Mình cũng khó độ sanh được lắm quý vị. Tại cái thời cuộc này độ sanh nó khác thời cuộc ngày xưa. Cái thời cuộc ngày xưa, ví dụ như đi đâu người ta có chửi mắng sao cũng nhịn. Còn cái thời cuộc bây giờ là cả thầy chùa còn chạy xe hơi mà nhịn gì. Cái thời cuộc này còn gì nữa quý vị. Con người bây giờ là có tóc hay cạo đầu gì thì quý vị thấy cũng phải sử dụng mọi mặt cái phương tiện trong cuộc đời này. Vì có thầy chùa khi cầm 3-4 chiếc điện thoại lượt xài cách 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 có thua bị đâu, đúng không? Mà cái khả năng của vị thầy có khi người ta còn thông minh còn giỏi hơn quý vị nữa. Thì quý vị coi bây giờ cái thời cuộc này độ sanh bằng cách khác nữa rồi. Nếu con người mình mà bây giờ mà bị đừ hoặc là bị cái gì, chúng ta mỗi ngày bị dồn nén để mà sân si, vậy thì được cái gì? Thà chúng ta bùng phát để khỏi sân si còn ngon hơn. Nó rất là đặc biệt quý vị. Nó nên bản thân của mình làm con thì mình cứ hiếu với cha mẹ cho đàng hoàng. Còn cha mẹ mình có la gậy mình, cái gì đúng sai thì bản thân chúng ta tự nhận thức. Còn cái chuyện bản thân mình cứ làm tròn vai trò của mình. Còn làm vợ thì tròn trách nhiệm làm vợ cho đàng hoàng.
cho trách nhiệm làm chồng, tròn trách nhiệm. Nhưng mà ông chửi tôi chửi ông lại đó, nghe chưa? Cho mà biết đó, nghe chưa? Có khi cũng làm người ta thấy, người ta thấy sợ quý vị. Nhưng bị vừa vậy xong chút xíu mình lại nói anh cái sao? Thì làm được vậy thì bị là cao thủ luôn á. Anh nè, nhớ nghe, đừng có thấy hiền ăn hiếp, nghe không? Cái đó là cái tâm quý vị tốt đó, tâm quý vị đặc biệt đó. Đừng có thấy hiền ăn hiếp, nghe không? Hiền hiền, đồng hủ đồng hủ. Nhưng mà có khi ăn nhiều quá tức bụng đồng hủ đó nha, nghe không? Đừng có ép người ta quá, người ta chưa là Phật đâu ha. Thấy chưa, nghe nó cũng hấp dẫn lắm quý vị. Nè, còn cái gì bây giờ quý vị im gu bị nhịn hoàn toàn cho người ta chịu không nổi với quý vị, chịu không nổi gì chứ nghe. Rồi người ta cảm thấy Phật pháp nó không có lý thú, còn mình làm gì xong mình lại mình nói anh nè, học Phật chứ đâu phải khùng. Hiểu chưa, học Phật là học khôn, Phật hoàn toàn an định, còn em thì chưa định. Hiểu không? Nên từ nơi đó anh chửi em thì em sẽ chửi anh lại. Nhưng cuối cùng ai phiền não hơn ai thì gán chịu. Thấy không? Quý vị biết rằng là quý vị mà làm cái kiểu này, quý vị là học vật số 1 trong thời cuộc này luôn. Người ta chửi quý vị xong người ta nằm 2-3 ngày, quý vị xong quý vị cười hú hí, quý vị đi nấu ăn đồ bình thường, quý vị pha nước cho người ta uống, quý vị lau chân cho chồng luôn cũng được, không sao. Tại anh mệt quá em lau chân cho nghe, lấy khăn lạnh lỡ nè 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 lỡ mặt cái. Quý vị mà làm được điều đó quý vị là cao thủ thiệt luôn á. Cái kiểu như mình nằm nghỉ được vậy, cầm cái khăn lỡ nghe lau mặt nghe, lau mặt cho nghe, trời ơi dễ thương gì đâu á mặt mày. Ê mà làm được vậy đi quý vị là cao thủ thiệt rồi đó quý vị à. Nó thật sự luôn á. Tại vì sao? Vì diễn thôi, diễn chơi với nhân sinh thôi. Nếu quý vị làm được điều này thì đúng là quá đỉnh luôn. Hiểu không? À, rất là nhiều người học Phật quý vị bị người ta dập giết mà khờ á. Trong cái thời cuộc này không phải là mình chửi người ta khôn đâu quý vị. Ngày xưa mình chửi người ta giết người ta khôn, còn bây giờ mình chửi nó giết nó khùng luôn. Tôi thấy rõ ràng luôn á. Cả trong chùa này tôi cũng thí nghiệm rồi. Có những người tôi rèn luyện họ, tôi la họ hoài thử coi sao, tôi la với họ khờ quý vị. Rồi tôi nói không được. Như bản thân mình mà chửi mình giết mình khôn, mình lanh lên mà xong mình chửi người ta, người ta khờ. Có gì là mình chưa có bản lãnh này. Thôi chịu thua, chửi có chừng tạo nghiệp chứ. Tại vì mình chửi người ta, thử người ta nhưng mà cuối cùng người ta khờ thì mình tạo nghiệp. Nên từ nơi đó mà thôi, chúng ta bây giờ thôi kệ, giúp cho người ta vui lên đi, chứ đừng chửi người ta nữa. Thấy không? Thì biết rằng á nghe, nói đây 100%, nếu ai đã từng ở trong chùa mình biết, cách nay khoảng 3-4 năm về trước, sáng nào như thế cũng la chúng hết. Đó là một phương pháp của những đức đó quý vị. Nghĩa là la đến mức mà dằn họ giết mà, la sùm, la thấy ghê lắm quý vị. Nhưng quý vị biết rằng nó không có kết quả như bây giờ. Ừ. Mà chính văn thân như thế cũng nặng nề nữa quý vị. Nặng nề lắm. Mà họ bị ấm ức. Nên chúng ai là người này, nào nấy nặng nề lắm. Những đức chia sẻ Phật pháp với nhiều anh em ngồi dưới, thật sự cũng đâu muốn ngồi trong hồi đó. Tại vì sao? Vì những đức la. Còn bây giờ những đức qua giảng, ông nào ông nấy ngồi cười hú hí, ông nào cũng thích chứ. À, những đức nói cách này hay. Cách này trong thời cuộc này nó hay quý vị. Nó hay. Nên nói tóm lại là quý vị được rèn luyện cái gì? Tính giảng ít mà cũng 10:20. Kinh khủng không? Không mà cái buổi nay, cái buổi giảng bữa nay nó có rất nhiều cái đặc sắc nè quý vị. Có cái chị đó, chị đến chị gặp những đức tính ra 3 năm về trước. Chị gặp những đức, chị nói thầy ơi, con thì xa chồng cũng lâu. Nhưng thật sự mà nói học Phật thì cũng muốn giảng sanh thầy. Nhưng mà bây giờ sao tự nó buồn kỳ cục ghê. Mà có cái anh đó lợn cứ khổ mỏ hoài.
cứ khổ mỏ suốt, cứ nói này nói kia ngọ dịu suốt. Mà nó thật sự với thầy, cứ nghe thầy giảng thầy cứ ngăn chặn, thầy cứ kêu đừng có đụng đậy cái gì. Con thó nó thật sự thầy, nó khi nghe thầy giảng lúc đó thì vui, nhưng mà về nhà buồn quá thầy ơi. Con rồi lo rồi việc này việc kia, mà nó cũng thật sự nó buồn đó thầy. Rồi xong Nhân Đức hỏi ba tính ra 3 năm về trước, ba hỏi Nhân Đức gì, Nhân Đức nói giờ cô muốn thì sao. Thì bà nói có khi cũng thích vui vui một chút, thật có gì thầy thông cảm. Nói cái chuyện đó bà làm với tôi có gì đâu mà thông cảm, mà thông cảm chồng bà làm với tôi là chồng bà không bằng nữa thầy, tôi mệt tới kia quá trời mệt rồi luôn đó. Thì thấy khổ ghê chưa, không có nhiều người ta cũng quý mến mình, ta nói những câu lạ tới ghê quý vị. Nói chàng ơi cái chuyện này chuyện của cô, tôi cô thấy sao nó phù hợp, đúng không? Thì cái chuyện ngoài đời thì chung chung thôi, chứ bây giờ mà áp bức lương tâm quá nó cũng nặng nề. Hiểu không? Thì lâu lâu thì cũng chiên bánh bèo chút xíu. Nên quý vị vậy đó nghe quý vị. Mà cái cách nói những đức vậy đó, mà bà học Phật tới bây giờ và bà rất vui vẻ và rất an lạc, mà nuôi con đàng hoàng luôn. Chứ nếu như mà cứ nghĩa là cứ ngăn chặn cả, mà gặp con không dám cười, gặp con không dám nhìn, con không nói chuyện, tự nhiên bà tự nhiên bà sống ngoài xã hội bà bị buồn. Không mà cái kiểu như nhiều người mình cũng bị buồn nặng nề quý vị, gọi là áp lực học Phật. Áp lực học Phật mà đặt mình vào vị trí của Phật, mình đâu phải Phật. Công nhận không quý vị? Mình đâu phải Phật đâu. Nghe không? Phật tử là đệ tử Phật, mà mình là đệ tử xa của Phật. Nghe không? Đệ tử xa của Phật. Nên chúng ta còn tệ lắm. Nghe không? Nên cuộc đời mà cảm thấy còn có niềm vui, có thấy cái bình an, và có cái nhiều cái cởi mở tâm tư được, dù chúng ta còn có nhiều cái sai, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội để đứng lên, thì đó cũng là mừng. Đừng nên chặt đứt hết cái việc đứng lên của người ta. Ai cũng có cơ hội đứng lên. Nhớ kỹ nghe, trong cuộc đời này quý vị đều có cơ hội để đứng lên được. Đừng bao giờ nằm liệt tại chỗ. Đừng bao giờ mình nghĩ mình làm sai rồi nằm liệt tại chỗ. Bậy. Còn sống là còn cơ hội. Còn sống là còn cơ hội. Cách nay 3 ngày có nhỏ này làm gái ở thành phố. Nó là con tổng kết từ khi con làm gái tới bây giờ là con tiếp khoảng cỡ 100 người đàn ông. Kinh khủng không? Là nói chuyện những đức tiếp 100 người đàn ông, còn hơn biết bao nhiêu năm chờ. Kinh không? Con hỏi thầy. Ông này quá kinh khủng. Có gì đâu kinh khủng, tội nghiệp người ta kinh khủng cái gì. Hiểu không? Thì hỏi những đức, con xin thầy, con hỏi thầy là như con bây giờ vô chùa tu được không? Những đức nói, những đức hỏi vì được không quý vị? Chàng ơi hỏi sao không được, nghe không? Nó bây giờ 100 lần nó khỏi cần suy nghĩ, hơn 100 lần khỏi cần suy nghĩ, nghe không? Hiểu không quý vị? Khỏi cần suy nghĩ tới nữa, từ bây giờ bắt đầu lại, từ bây giờ bắt đầu lại. Đệ tử của Phật vẫn có những người vậy mà. Bà Liên Hoa Sắc đó. Quý vị coi Đức Phật và Bồ Tát á, từ bi ghê không? Đều là thể hiện cho người đời sau có cơ hội. Đều có cơ hội hết. Nó giống như mà cái ông vô não, ông giết bao nhiêu người, quý vị coi. Đều có cơ hội hết trơn. Đạo Phật đều cho người ta cơ hội. Bạn đều có cơ hội. Bạn được có cơ hội bao nhiêu đó là cái chuyện của bạn. Bạn lợi ích bao nhiêu là chuyện của bạn. Bạn chỉ cần không được lợi ích, bạn có duyên, Phật cũng cho bạn cơ hội nữa. Tại sao bạn không cho người ta cơ hội? Đúng không quý vị? Đó.
Con người ai mà sạch? Ai mà sạch mà cho mình sạch? Cái tâm chúng ta bẩn nhiều đời nhiều kiếp mà nói sạch. Bây giờ người ta sống với hơn 100 người đàn ông, cái đó cũng là một cái nghề nghiệp của người ta. Nhưng mà giờ người ta biết quay đầu vẫn còn hơn những người bây giờ chưa biết quay đầu. Đúng không? Nó nhìn là nhìn mà bây giờ người ta quay đầu. Xong những đứa sắp xếp cho cổ đi qua bên kia ở. Nói cô bỏ nghề ra đi. À. Rồi có con cái gì không? Nói là có 6 đứa con. Mà không biết cha nó là ai. Thật tùm lum chứ không biết cha nó là ai. Khổ ghê không? Nhưng mà 6 đứa con gỡ tùm lum tùm la cho người ta nuôi hết rồi. Cổ giờ đi làm thoải mái. Cuối cùng thì nói thôi, giờ cho ở, cứ ở đi lo tu, rồi nuôi người già, thấy không? Trong khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời của mình. Đấy. Vậy đấy. Đều có cơ hội, vì sao? Quay đầu là có cơ hội. Nhớ kỹ, quay đầu là có cơ hội. Không sợ người làm sai, chỉ sợ người không sửa sai. Không sửa sai. Nhớ kỹ, mỗi một con người chúng ta đều có cơ hội để sửa sai. Đều có cơ hội để đứng lên. Đừng nên nằm vẹp tại chỗ. Thấy không? Con người mà đã hiểu rồi là làm đúng chứ sao? Sống ý nghĩa chứ sao quý vị? Nó không có muộn màng đâu, đừng có lo. Chúng ta chỉ cần còn 5 năm nữa chúng ta vẫn còn có cơ hội. Nó vẫn còn có cơ hội. Tại vì sao mình không cho mình cơ hội? Một năm đó hoặc 5 năm. Nếu mình không cho mình cơ hội mình tiêu rồi. Tiêu rồi. Quý vị. À. Đó. Không, bữa nay giống như cái bữa ngồi nói chuyện mà có nhiều cái tâm sự nha quý vị. Công nhận không quý vị? Nó có những cái tâm sự, nó nói chuyện này chuyện kia. Không mà quý vị nghe những đức nói những điều này quý vị thấy nghe. Phật pháp quý vị đều có cơ hội học được hết quý vị. Ai cũng học Phật được hết chứ. Đúng không? Những đức nói những đức là quá bèo nè. Những đức còn học được mà. Mười mấy năm nay những đức bước vào cửa Phật. Bởi vì người ta nói những đức là không có hoài nghi, không hiểu nhiều gì Phật pháp. Đúng rồi. Quá đúng. Họ nói quá đúng quý vị. Họ nói ông thầy dốt. Đúng, công nhận đúng. Vậy công nhận không? Quá trời dốt luôn. Nói những đức không biết hoài nghi gì. Đúng. Có học đâu biết. Bởi khi những đức mà đi á, lang bang á, thì quý vị đừng có nói những đức, tại những đức có biết đâu. Lang bang là đi nó thiếu quay nghi quý vị. Nè, bữa đó có ông thầy, ông lại ông gặp những đức nói, thầy bây giờ thầy rất nổi tiếng. Thì khi thầy đi, thầy đừng có nhìn giáo giác. Thì đi mà thầy nhìn giáo giác. Thì những đức nói, thầy ơi, cũng cái nghiệp. Biết sao? Hồi xưa dưới quê nhà nghèo quá. Khi mà bước ra chợ cái thấy nhà phố phường tự nhiên ham nhìn tính ra mười mấy năm thành phố cứ đi vòng vòng nhìn nhà người ta, thấy nhà người ta đẹp ham nhìn viết quen tật. Nên bây giờ làm thầy rồi mà nó quen cái tật nhìn cây cối, nhìn giáo giác. Nói, thôi thông cảm đi thầy. Mà những đức mà được nhiều người thương chắc do hành động nhìn đó đó mà nó thấy lạ quý vị. Thấy lạ quá, thầy lạ quá. Nên ông mà sao gặp mình cái gì mình cũng nói được quý vị. Quý vị mà cái gì cũng nói được là quý vị phải chấp nhận cái điều đó quý vị không hiểu, không biết thì quý vị sẽ nói được á. Cái người ta nói mình mà mình thoát không được là do quý vị không chấp nhận. Không chấp nhận điều đó mình như vậy mà mình lý luận. Quý vị bỏ cái lý luận đó đi là quý vị sẽ thoát à. À, bỏ cái lý luận đó quý vị sẽ thoát. Ví dụ như ông chồng nói mày học Phật, mày học, tao thấy mày học rất tệ, nó tôi rất là tệ luôn. Mày học 5-7 năm mà tao thấy mày còn thua tao, có tôi rất là thua ông luôn. Vì cứ nói đúng vậy là vì thoát hết trơn. Bởi vì nói gì, thua cái gì? Ông học như thế nào mà thua ông là có chuyện rồi đó, là không thoát. Quý vị chỉ cần họ nói vậy, bà học Phật, bà học lâu mà tôi thấy bà ngã mạn kiêu ngạo nữa, sao ngộ à nghe, càng học lại càng kiêu ngạo ngã mạn kỳ cục, lại bị thoát được liền.
chắc chắn vậy luôn á. Nó nói chị, tôi thấy chị sao mà học Phật càng ngày càng đẹp, rồi tôi càng học sao nó càng xấu gì đó. Quý vị mà nói vậy nghe là quý vị hơn họ đó, chắc chắn quý vị luôn. Còn quý vị nói rằng chị coi tôi học Phật này, chị nhìn đi, là vì thua họ đó. Đó. Nên đó là những cái mẹo trong Phật Pháp trong thời cuộc 4.0. Sống mà an vui, sống mà tự tại đó quý vị. Thấy không? Thôi chúc quý vị an lạc quý vị ơi. Mười giờ rưỡi luôn. Thôi chắp tay hồi hướng, nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh